Ủa con đâu rồi Trinh? Dạ con để chơi bên nội rồi chú. Để làm chi vậy? Dạ con hai chồng ở má chút con nói là xấu giữa chồng nó oe oe sao làm ăn gì rồi. Trời ơi. Con nhỏ nó oe oe dướng tay dướng chân phải không? À, mỗi lần gần có chiến đấu khi nó oe oe thành đấu được. Trời ơi. Không mà giết được hay gì. Mỗi lần gần có hút hấp dẫn là nó ê. Ê. Vậy là có ý này ý của ổng hay ý của em? Ý của ổng với em luôn, hai chồng đang vui vẻ, đang có hút hấp dẫn thế tự nhiên nó à. Bữa nay thấy bà nọng nó không ghế cho nọng nó ngủ một đêm. Đúng. Hai chồng hỏi bác một chút. Dạ. À vậy là bữa nay là em thấy bà nội nó không rồi đó phải không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Vậy là tối nay cho ông ăn sò lông nặng chanh thoải mái rồi đó phải không? Sò lông cá chanh đúng không anh? Ừ. Ăn mà mình vô với thầy đó. Anh chị dặn rồi. Ăn vàng rồi. Dạ. Nặng có đeo à? Dạ ăn bán hết rồi. Hứa quá vàng giả, hứa quá khấu cho cắt rồi. À, có ngày với sáng gì mà đâu có cơ hội bằng gửi nó cho bà nội. Con nào có từ năm tháng nhất. Sao lại, sao lại? Bữa nay đủ sức chiến không lại? Tối nay đủ sức chiến đấu không? Dắt rồi sáng mình quốc tiếp. Được hả? Được. Vì ngủ dắt sáng quốc tiếp hả? Quốc năm có 5 giờ sáng đúng không? Anh lại sẽ sách vô miếng thôi. Dắt có 7 giờ khẽ khẽ khi lấy sức khi quốc khi mà bà nhảy nữa chẳng 8 đấy. Ôi trời. Tao đâu có cơ hội gửi thằng cô Bi cho bà nội nó ngủ rồi đó, mà làm dữ người ta. Đó, bắt đầu. Hấp hôn mà bữa nay hai chồng hấp hôn. Có mua gì cho chồng ăn chưa? Có, cơm bổ rồi, hộp ớt ra. Trời ơi, trời ơi. Gì vậy? Kho quẹt luôn. Có ăn hả? Có ăn hả? Nè. Có mua hành cho ổng ăn. Ớt ra mấy trứng? Tối nay hôn cho thơm thơm mùi hành chút. Trinh. Dạ. Ốp la mấy trứng? Ốp la 5 trứng. Trời ơi. Tối nay quốc tặng 5 nhá. Ôi đó. Ôi rồi. Rồi tối nay mình chọn ơi, chọn ăn rau muống ruột nhiều vô cho mát mát. Rồi. Với đột nhãn hồng. Rồi đi vô nhà cầu luôn. Đột nhãn hồng mình nhứt cái nách luôn đó nha. Bởi vì cho ổng ơi mình chúc hai chồng bán số mới hết mới về thẳng đi ngang nhà chỗ bà nội nó gửi luôn đằng có ra hai chồng liêu một chút lưu liêu trời ơi rồi à, lạ làm nổi không lạ làm nổi không nổi không anh cũng nghĩ mạch rồi từ làm từ từ có điều tới sáng được đúng chính xác nhớ nha cho nghĩ mạch anh em ơi cho anh xin tùy nha thì làm ví dụ hai tiếng làm cái gì tới sáng là bình thường thì quốc tới năm 8 tiếng thì bốn cái rồi sao ngủ khỏi ngủ luôn tới sáng luôn tâm sự lâu lâu có bữa rồi phải không lâu lâu có bữa hấp hôn mà tâm sự đã hai chồng tâm sự mà. Vậy là tối nay tập 1 là chồng cái chú đầu tiên hay đạp dịch đầu tiên? Đạp dịch đầu tiên. Đạp dịch đầu tiên hả? Mới có ăn cái lóc nướng rồi không mới có đã. Mới có ăn thuốc xích lụi. Thấy ngựa. Rồi cuối cùng mới cho chồng cái chuối. Trời. Hẹp cuối luôn. Có bào ngư gì trời. Rồi chưa con. Có sờ không có chanh nè. Nè em còn quên một chiêu. Chiêu gì? Sông lông cước. Không ông cướp thêm nó rồi mà. Vậy hả? Không ông cướp hiệp đầu. Người hiểu đầu luôn. Sao lại em ăn cái lóc nướng. Ừ. Có cho ông cướp đó. Ừ, có luôn rồi. Bữa nay là anh nhớ nghe nhẹ tay với em chút nữa nha. Thăm con gái.
Dung nhìn nhà được rồi, khỏi mạnh. Ôi, anh lần nào cũng bạo lực trên đảo, đảo gì kỳ cũng chơi luôn. Em thích lắm. Anh càng diễn thang chút thôi, vừa vừa thôi. Anh nào cũng nhận có cái đàn đập dịch đạp cho hết đá. Nhẹ thôi. Đàn ông gì bạo lực, đàn bà ông cá có chung yếu tay mềm chí bộ chứ. Quay xích đây coi. Ừ. Mẹ nói mà mẹ mắc cỡ. Không mắc cỡ luôn. Cần cái tiền mắc luôn rồi. Có hai chồng mình hấp hôn nhau. Không biết nữa. Để coi tối nay có khỏe không? Rồi xong. Sao? Rồi. Không có bà nào rồi chứ gì. Có làm có. Không mới nói vậy thôi. Vậy. Bệnh như mình như vậy. Không bệnh gì. Mấy chừng nào phải chị ông muốn có thai là mọi người mệt chứ còn ngủ quên cái ông mở cửa lén phán với bà nào chứ gì. Ừ tôi gửi con chán chanh rồi ông ăn chanh chua rồi ông hàm bự với chị ông mới mới nói vậy từ chối. Với chiều mới ăn hành đây mà. Dạ, không, rồi. Con đã gửi rồi mà vậy đó rồi. Rồi Năng nỉ đi. Không, mới gửi con rồi cấu hai chồng lãng mạn chút. Làm mất hứng chưa. Lãng mạn chút mà ông thì. Năng nỉ đi, năng nỉ vợ đi. Ông á. Khóc. Ông đi ra ngoài ngủ đi. Rồi. Ông đi. Rồi cơ hội đưa đi ra ngoài là cơ hội tới luôn đó. Thôi thôi thôi. Không có, không có. Lén không điền bự thờ có không chồng. Gì? Có không bự không? Có đâu. Thiệt không? Thiệt. Cái mặt ăn cá lóc nướng thì sao đâu trên? Thì mình nướng lửa ngọn mà. Ờ mặt hơi nhăn ha. Hài quá không? Sớm giờ có ăn cái lóc nướng chưa Trinh? Ăn có ăn cứng nào chưa? Ăn chẳng bị ăn mà mấy chú cho làm thiền đó. Ám rồi, mấy chú ám. Thôi chị, tôi đang chuẩn bị là đóng cửa khách sạn đang hùng. Tôi vô pha ấm thôi chuẩn bị ăn cái lóc luôn á. Vậy đó hả? Mấy chú vô mấy chú quậy quậy. Vậy là lại nãy giờ chưa ăn hả? Thấy mặt xanh lẹ lại. Có không anh? Buồn á. Buồn á? Chuẩn bị rồi, buồn. À vậy là thấy mấy anh vô làm không được buồn phải không? À, tôi có đâu. Hình như là như Trinh á thì buồn nhưng mà như là anh Lợi nè anh vui nè. Có mấy anh em Lợi cứu ha. Vui gì đâu. À, mấy giờ này sẵn rồi rủ Lợi đi uống nước đi cho Trinh ở nhà giữ con nha. Đâu. Đi đi chung không có. Vậy đó hả? Nước kìa. Nước con gái hay gì? Dầm bử hay gì? Đi không? Đi không? Không, 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 không.